Chào mọi người đến với Chai Chai miền Tây nha. Hôm nay ngày 17 tháng 3 2023 ha. Chai Chai miền Tây giao lưu được số mã lùi xưa nghe nha mọi người. Số máy của Chai Chai miền Tây là 0948851135 nha. Khách mới thì cọc 200.000 dùng và đơn 500.000 trở lên mình sẽ bao ship nha mọi người. Thì mình xin giao lưu mã số 1 là một cái bình Nhật nha. Đây chôn này bình bông Nhật. Bình này nó cao 44.5 cm mọi người. Rất đẹp luôn mọi người. Đây chôn này mọi người, rất là dạ đồ đẹp nha. Tích này lạ luôn, tích gì đây? Chim én gì nè, hai con chim én như đây nè. Tình trạng nó có sửa miệng nha mọi người. Nè nó sửa khúc này nè. Bọn muối chút xíu chỗ này thôi. Kèm theo nó có hai cái đường tóc á mọi người. Đây. Tóc từ đó tới đây. Qua tới đây. Tình trạng như tương đối tốt rồi mọi người ơi. Cái này mua rẻ bán rẻ nha mọi người. Cái này bán với giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 cho cái bình Nhật này, 1.400.000 cao 44.5 rất là khủng khiếp rồi. 1.400.000 cho cái mã số 1. Mã số 2 là ống đũa con gà đây. Ống đũa con gà đường kính miệng của nó là 18.5. Gà lái thiêu nha mọi người, đẹp rất là oai vệ luôn. Tình trạng nó có sữa miệng mấy chỗ nè mọi người, tại vì nó có khờ khờ với sữa. Nó 17 chỗ này nè, người ta có sữa phun cho đẹp luôn á. Cái này bán giá là 500.000 cho mã số 2, 500. Mã số 3 ha. Bữa nay mua được 10 cái tô bông đào đẹp lắm mọi người. 13.6 là cái đường kính của nó nghe. Xuất sắc. Đó, 10 cái này đẹp lắm mọi người. Có 1 2 cái nó khờn khờn vành nhẹ thôi mọi người. 3 40 năm mà sao đẹp dữ vậy không biết nữa. Cái này người ta ít xài cho nên nó quá đẹp còn rất đẹp nha. 10 cái này bán với giá là 350.000 cho mã số 3, 350 nha. Tô ăn cơm mọi người. Mã số 4 đây. Bữa nay mình lên hai cái cây đèn này. Cái đèn này cùng thời với mình đó mọi người. Đó, mình mọi người mua em sẽ gắn thêm cái tem nha. Hai cái đèn với giá là 250.000. Đó, để coi cũng được, sử dụng cũng được nha. Thêm tem vô, châm dầu vô là sử dụng được. Đó là mã số 4 có giá là 250.000 cho cặp đèn. Mã số 5, một cái bình. Bình cao 39 cm mọi người. Độc lông nha. Quá đẹp cho cái bình này, nhưng mà đáng tiếc nó có tình trạng. Mọi người mua này về mọi người cắm bông khô mọi người cũng đẹp. Tình trạng nó có tóc nha. Đây. Qua đây. Tới đây nha. Ha, còn qua đây nè, từ đây vòng qua đây tới chỗ này. Không ra mảnh gì hết nha, chỉ bị tóc vậy thôi. Cái bình em bán với giá là 350.000 cho mã số 300. Ủa mấy ngàn? 400.000 nha mọi người, xin lỗi mọi người. 400.000 cho mã số 5. Về cắm bông khô đẹp lắm mọi người, 400. Cho mã số 5. Mã số 6 là một cái bình trà mini mọi người của Nam Bộ xưa. Chiều cao là 8.7 cm, có mọc luôn đây. Thượng cầm hạ thú. Tình trạng đây. Cái nắp này không giờ kiếm không ra mọi người, nắp siêu mini luôn nè. Có khờn khờn nhẹ thôi nha. Cái quai này có sữa nè mọi người, một quai này sữa, hai quai đã sữa. Ở trong nó bị bẫy một điểm chỗ này. Nha. Bây giờ kiếm trên đầu ngón tay luôn mọi người. Cái bình này mình bán với giá là đâu rồi? Ủa? Cái bình trà mini bán giá là 400 nha. Sửa chỗ này nè, dưới chỗ này. Sửa quay đó mọi người, 400 cho cái mã số 6. Mã số 7 đi, bốn cái dĩa chim qua, đường kính là 12.3. Có bẫy một điểm chỗ này mọi người. Đây chim qua. Đẹp, rất là đẹp. Cặp dĩa chim qua lái thiêu xưa mình bán với giá là đâu rồi, 180.000 cho bốn cái dĩa nha mọi người. 180.000 cho bốn cái dĩa chim qua. Giờ đẩy đồ đẩy tùm lum hết trơn rồi. Tiếp theo là mã số 8 nha. Mã số 8 là 10 cái dĩa con rồng song long được kính là 17.2. Tình trạng còn rất là tốt nha mọi người. Rất là tốt, dày dặn. Loại dĩa như thế này, Trúc Lâm Thách Hiền và Song Long thường trước là 75 đó mọi người. Giai đoạn trước là 75. 10 cái dĩa Song Long của Lái Thiêu mã số 8 này bán với giá là 350.000 cho mã số 8. Mã số 9 ha. Mã số 9 này
ba cái dĩa này là ba dĩa ủa hai dĩa cho mày hai cái đi, hai cái dĩa con phụng thư, dĩa phụng thư đường kính của nó là 12.8, cái này lành nè mọi người, cái thứ hai này nó cũng lành luôn ha. Hai cái dĩa phụng thư này bán với giá là 650.000, 650.000 cho hai cái dĩa phụng thư Nhật mã số 9, mã số 10 đây, mã số 10 mình bán đây, hai cái khay, hai cái đôn gỗ, đôn này gỗ gỗ gì mà nó đẹp lắm mọi người, nhưng mà nó có tình trạng nha, đó chỗ này nè, có cái đế, có cái mặt ở trên đẹp lắm nè, cái này cũng vậy luôn, đúng một cặp nha mọi người, nhưng mà nó có tình trạng đó gì đó. Cái cặp này bán giá là 600 ngàn nha, 600 ngàn cho cặp đôn như thế này, nó có cái mặt trên luôn, 600 cho đâu rồi, 600 cho mã số 10. Mã số 11 tiếp theo đây, một cái khay đây mọi người, đó có chạm luôn nè, chỗ này có chạm nè, này nó mua ghẻ bán ghẻ nha mọi người, cái này người ta không biết, người ta về ta chùi nè, nó người ta chùi mà sao sáng chị không biết nữa, nó đang đen nó mới đẹp mới xưa, chùi sạch hết trơn luôn mọi người. Cái này bán với giá là 350.000, 350.000 mã số 11, gỗ gì thì mình không bao gỗ nha, chỉ bao đồ xưa thôi. Tiếp theo là mã số 12 là một cái đèn đây mọi người, một cây đèn, bữa nay có cây đèn này nè, đó mọi người mua thì em sẽ tặng thêm cái tim đây, có tim này mọi người, tim nhỏ này nha, đó cái đèn là bằng sắt nha, đây nó sát một chỗ này nè, sát có một chỗ thôi. Cái đèn này bán với giá là 350.000, 350.000 mã số 12. Mã số 13 đây, một cái đồng gì không biết luôn, nó có sao bán vậy luôn nha. Cái đồng này bán với giá 550.000, mã số 13, 550.000 mã số 13. Mã số 14. Mã số 4 đây nè mọi người, hai cái món đồng này nè mọi người. Đường kính của hai cái món đồng này 6.5 là đường kính của nó, đúng một cặp luôn mọi người. Cái này nó bị dính đồng xưa của nó luôn nè. Cái này không bị gì hết nha. Nó rất là đẹp. Không biết gì nhưng mà cái này đồng xưa nó rất là đẹp luôn. Đúng một cặp của nó, mini nha. Bán với giá là 1 triệu. 1 triệu cho cái cặp này. Đó là mã số 14. Mã số 15 là hai cái dĩa nam bộ, đường kính nó là 15.3 là cái dĩa nhỏ, Tùng Hạc Ninh Xuân. Đây. Tích này rất là hiếm hoi nghe mọi người, rất đẹp. Và một cái dĩa này luôn. Dĩa này được kính 20 cm. Cái dĩa này trân châu mọi người. Ông lão trân châu, đó. Người dân Nam Bộ này trân châu nè mọi người. Người nông dân đang trân châu ha, rất đẹp cho cái dĩa này nghe mọi người. Viền màu luôn. Chân không cũng rất đẹp rồi. Hai cái dĩa này bán giá là 300. 300 cho mã số 15. Mã số 16. Một cái bình bông vàng. Cái bình bông này bán giá là 350.000 nha. Đó. Lan, mai lan hay gì đây nè. Lục giác mai lan. Đường chiều cao là 28 cm, nó bị nẻ lò chút xíu nè mọi người. Nên nó có tóc mờ nhỏ nhỏ, 1 điểm 2 điểm cực kỳ nhỏ nhỏ luôn. Vàng. Cái này 350.000 cho mã số 16. Mã số 17, một con tôm mọi người. Một cái này là có thiếu cái nắp thôi. Cái chỗ chót này nó bị mẻ một chút nè. Đó. Cái này là cái miệng của nó nè. Đó, để rót nước có rượu gì ra. Rất đẹp nha mọi người. Cái con tôm này nè, nó có chiều cao của nó, đi đo chiều cao lại nha. 15. Tôm này bán giá là 180. Mã số 17, 180.000. Không có nắp nha. Mã số tiếp theo là mã số 18. Bốn cái dĩa bướm đường kính 21.5, dĩa này loại bự nha. Hoa bướm. Bốn cái. Này. Lái thiêu xưa. Có một hai cái này bị vinh vên đó mọi người. Này làm thủ công mà. Bốn cái dĩa hoa bướm này bán với giá là 180.000. Mã số 18 với giá là 180.000. Mã số 19. Mã số 19 là 6 cái tô. Đây.
6 cái tô lá thiêu màu, tô lá thiêu màu rất là hiếm hoi luôn. Đường kính là 15 cm, tại vì đa số ngày xưa người ta làm toàn trắng xanh không mọi người, ít làm những tô màu như thế này lắm. Rất đẹp nha, tô mình lần nè. Cái thứ hai nó 7 nè mọi người, hàng này sâu tuổi trước năm giải phóng cho nên là nó sẽ rất là sâu tuổi, rất sâu tuổi mà hàng sử dụng thường xuyên nữa, cho nên là tình trạng như thế này là khỏi chê nha, tình trạng như thế này là khỏi chê. Cái tô luôn mọi người, cái tô lỡ ha, đúng 6 cái không có thêm cái nữa đâu. Cái 7 nè, xuất sắc luôn. 6 cái mã số 19 này bán với giá là 300.000, 300.000 cho mã số 19. Mã số 20 ha, bữa nay nói cho hơi nhanh để biết sao, tại mọi người tại mình quay mà thời gian nó kéo dài quá thì nó sẽ úp lâu lắm mọi người, thường úp tầm tiếng 2 tiếng lâu dữ lắm. Đây, mã số tiếp theo là mã số 20, là 4 cái chung bông đào, chung có quai mọi người. Thường những cái chung mà có quai nó gãy hết trơn mọi người, gãy quai hết trơn. Mua tiễn lựa những cái đẹp để bán cho mọi người, còn những cái dạt còn bỏ nhóc trơn kìa mọi người. Gãy quai là nhiều nha, 4 cái chung bông đào mình bán với giá là 400 cho mã số 20. Mã số 21 ha, hai cái chiếc yêu Đà Lạt bự lắm mọi người, được kính 17 nha. Tình trạng có tóc nè, đẹp, rất đẹp luôn, nhưng mà nó có tình trạng cái này nó bị nhẹ hơn, tóc mờ thôi đó. Hai cái chiếc yêu Đà Lạt này của Nam Bộ luôn á, mình bán cũng chỉ là 200 thôi, 200.000 cho mã số 21. Tiếp theo là mã số 22 ha, ba cái dĩa cúc mọi người, bỏ bán 3 cái 450, 400.000 chứ, còn bữa nay mua 3 cái khác nè mọi người. Đường kính của nó là bao nhiêu ta, đường kính của nó là 13.5. bữa nay mình mua rẻ bán rẻ nha mọi người, mua rẻ bán rẻ. Ba cái này mua không nó 300.000 nè mọi người đó, bây giờ bán với giá là 350.000 nha, 350.000. cái này bị bảy chút xíu phía chôn thôi, đều có chuyện vuông hết. 350.000 cho mã số 22. Mã số 23 ha, 10 cái dĩa bông đào, được kính là 10.5 cm. Dĩa này lót chung đó mọi người, dĩa này lót chung đó mọi người đó. Rất đẹp nha mọi người, 10 cái, mọi người mua mấy cái dĩa này có một cái bể rất là nhỏ nè mọi người, về những cái ly nước đá của mọi người á, mọi người sợ chảy nước cho nó lan ngoài cho mọi người mua này gì, mọi người lót ở dưới đây nè, nó hạn chế nước chảy, lại thẩm mỹ luôn, đẹp luôn, xưa luôn. 10 cái dĩa này bán giá là 180.000, mã số 23, 180.000. Mã số tiếp theo là mã số 24 nha, một cái bình bông, bông này là bông lá thiêu nha, cao 24 cm luôn, men bóng khỏe luôn nha mọi người. Tình trạng nó có bị một cái điểm vẫy rất là nhỏ phía dưới này nè, rất là nhỏ luôn, đây thấy nè, quá tuyệt vời cho cái bình này, sâu tuổi nha mọi người, 5-60 năm mà nó còn gì là quá đẹp nha. 450.000 mã số 24, 450.000 mã số 24. Mã số 25 ha, đây cái hộp này hộp được bánh xưa đó mọi người đó, đây mọi người, quá đẹp cho cái này luôn nha, một cái quả đựng bánh xưa luôn, bánh mứt xưa. Cái hộp này bán với giá là 200.000 nha, mã số 25 với giá là 200.000, xuất sắc, 200 cho mã số 25. Mã số 26 nha, 26 đây, 10 cái chiếc yêu mọi người, 10 cái chiếc yêu, hàng này hàng tiễn luôn đó mọi người, hàng tiễn luôn, đẹp lắm. Cái này chủ nhà có ít sử dụng nè mọi người cho nên nó còn rất là đẹp. Đồ này là những cái đồ mà là chiếc yêu này là trước năm 75 mà nó còn đẹp như thế này thì cứ là người ta đó, chủ nhà đó rất là cưng đồ mọi người. Có một hai cái tóc rất là nhỏ luôn, giờ một cái 77 không đáng kể nha. 10 cái chiếc yêu Nam Bộ chú Lâm Tách Tiền này bán giá là 550.000, giá không thay đổi mọi người, 550.000 mã số 26. Mã số 27 ha, đây mua chưa kịp rửa gì hết trơn luôn. 26 là cái chiều dài của con cá này nha. Bữa nay mua đồ quá mắc mà đồ cũng lên giá. Đồ lên giá cho nên em cũng phải lên giá theo, mọi người thông cảm giùm nha. Đây đúng một cặp luôn mọi người. Một cặp của nó. Hai con.
để bên đâu chính hợp đây ta, đây ha, hai con đối luôn, bên đây với bên đây mới đúng nè, đó một cặp luôn nha. Nhiều khi có một cặp giống nhau mà có một cặp nó sẽ con trống con mái thì tùm lum hết trơn mọi người, nó bể cái điểm rất là nhỏ chỗ này nè nha. Đây, cái này con này nặng lắm, con thứ hai thì nó bị bẫy một cái điểm chút xíu chỗ này, nó không đáng kể nha mọi người. Hai con này bán với giá là 350.000, 350.000, mã số 27, mã số 28 đang. Ây da, bốn cái dĩa này, bốn cái dĩa quả tử này là chân trái cây nè mọi người. Đường kính của nó là 25.3 cm, dĩa này sâu lòng lắm. Cái dĩa này đây, cũng đẹp lắm luôn nha. Hai cái thứ ba, cái dĩa này bự hơn chứ mọi người, 27 luôn mình. Cái tư này rất đẹp, bốn cái này bán với giá là 400.000, 400.000 cho mã số 28, mã số 29 nha. Đâu rồi đây, hai cái chén Nhật chiên hả, Thái Bình hay gì đây, đây hai chén luôn đó, những mọc rất mỏng, rất là mỏng luôn, đường kính là 11.8, nó bị khờ một điểm rất là nhỏ chỗ này nè mọi người, rất nhỏ nha. Mọi người thông cảm em nói nhanh nha, để mà kịp cái thời gian mọi người, chứ thời gian cái dài quá thì úp rất là lâu. Cái này lành nè mọi người, hai cái chén này mình bán với giá là 550.000, mã số 29. Cuối cùng mã số 30 ha, một cái ấm Long Ẩn Nhật nha, chiều cao là 9 cm, nắp lai mọi người, nắp của Sài Gòn lai, nắp của Sài Gòn lai, nắp này không 300-400.000. Tình trạng của nó là chót dồi nó có sữa nha mọi người, đó cái chót dồi này nó có sữa nè, và cái quai của nó, tình trạng của cái quai của nó là lành nha, quai của nó là lành, quai của nó là lành, đúng rồi, mọc đây, mọc có chữ gì nè, Nagoya của Nhật hay gì đây, đó. Cái ấm này bán với giá 1.500.000 nha, 1.500.000 cho cái ấm Nhật này. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Duy Trai miền Tây nha. Xin chào và hẹn gặp lại.